đình non cao, trăm mi hoa đua sắc ngàn ngào vui. Sớm chiều có tuyết phủ mây mình và môi sông.
bà Hiền Ninh về chốn non bông.
sơ bé 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 Sơn đầu nghe châu hà lệnh đầu đầu tìm về.
loạn thanh gia quỳ. Đại tướng Đông Nhung bát đàn, đại tướng Đông Nhung quê người Bạch Hạc trên vùng Phương Lâu. Sẽ loạn thanh gia quỳ. Ngồi bóng trong chiều đã lên, ngồi bóng trong chiều đã lên ngọc tốt vàng yêu chữ tòa. Sẽ loạn thanh gia đông mỏ chi lăng ai lên, đông mỏ chi lăng nhớ kiệt thiếu dân tiền chi.
mùa đêm giờ tiễn xa, áo vàng phấp phới phát hoa dịu xa, lưng lưng trầu leo kiếm bạc mùa xóm làng lỡ thơ.
dọc dọc núi nhá, quanh quanh nghe có trùng điệp mà nước sông thương uốn uốn đi lượn bao quanh một nỉ màu ngát ngát non xanh xanh nhớ thank you.
sắc tốt tươi dương già, trên làm quả nhiều hoa.
lưng lờ. Chín ngàn con chim lìa nó vờ vờ để vơ đầu gành. Thuyền phù bập bênh mà lời ca nọ tiêu phù đón đà đồn cây tiêu sao nó nước thẳng ngày. Mồ khăn chạm càng ngắm càng chiều chiều thơ thần lên ba đồi. Lưng đeo xa tích ở bên
mình là tuổi đôi mắt phượng hoa cài chân sắt vầng trán xinh nhân về mặt mặn cả tươi môi son nở đóa cười mặc
và dù ngày cắt số giờ dương đi đến tiêu kiểu cho thác bờ đồ đồ cho chúa cứu cho đường tai qua nạn hỏi đồ cho người qua cõi trầm ngân nước tiên tẩy hết bụi trần Phùng sự mà mông
tiên nữ dâng hoa thú vui. Thú vui điều khách chén trà kinh có chúng ta làm đồ
phân đi hoàng đi chân đồng hoàng thời có pháp phân thông. Thank you.
bảy là con ngôi thượng đế đức vua cha giang tại sơn lâm chân bào diện màu hồng hào tươi vẻ ngọc dùng nghi quan hoàng bày tươi tốt khác nào hoa quan hoàng bảy nhăn 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 lên đất đất hoa đào nằm nằm ngoài ý nghề a có mười phần phần xa còn kém xa sáng ngô liêu phàn nô xa còn kém xa mười phần ôm xa mi còn kém xa mười phần cùng nhìn qua mắt đầu sơ chân gian nào
ông chết điên, về ông hôm nay là người nhiều thuận thảo hiền hiền. Tu nhân nhân tích tinh đức đức hoàng bảy chết biên cho rõ ràng. Ông cho chẳng chưa thời sau lối nhầm nhầm có xa chi đâu hoa sợ nguyện mà được nhiều như ý. Ông cho sợ cầu tòng tâm đừng có ác khỏe, mình đã trọn vẹn được muôn phần. Cây đức kia mà đã kém thì hoàng cầm cấn sao cho bằng. Cuộc cờ xóa xóa bầy bầy hộp mà thuốc nặng
thế là vừa ý ông bày hoàng trốn sơn mơ lắm. Thank you.
thỉnh bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về thần nôn thần đạo đăng nhang tờ chân kinh có chữ nam A-di-đà Phật nên hoàng vô chống đồng hoàng người có phép thần thần thông có biết đến
người ông lập ở nơi mộ. Đền Quan Hoàng mười ông lập ở chốn kinh đô. Đầu niên xuân mới thì phải về, thì phải về Bắc Nghệ hầu. Bye.
rằng ngày mai khánh lắc chuông lay khoa áo hoàng bào nhân ngọc luồn tay đường về nghệ an ngàn mây xanh thắm nàng nghi sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng lam tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn ràng về Nghệ An thấy lòng lòng xuân sang nghe xanh thơm quan hòa xin cúi đầu thắp mô tuần lòng 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 chân quý nguyện phật
Xanh xanh nhà cành đúng đó như cây muốn tốt lá xanh
cành tươi lan mà lan tốt chứ chung na hồng bà hồng ngã tươi chứ chung na hồng bà hồng. Người ta con người ta mà sống ở lấy trên na đời đúng đó con người ta thì sống ở tiền dòng bạc chảy chứ để rồi mà làm ba chi cuối cùng cũng chẳng đem đi đến cuối cùng cũng chẳng có đem đi mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho đã có lộc lại có tài đúng đó cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải làm phúc để mà hưởng thọ lộc đồng mà chơi hoang lộc đồng chơi hoang xe vàng thượng thiên xe mây vàng có con xích xích ở dương hoàng đồ bên thủy nghệ. Hello, hello.